Lâm Cẩm Tinh xem một quyển niên đại văn thì thấy được một cái cùng mình trùng tên nhân vật, ân. Cái loại không qua một chương liền chết. Để biết rõ tác dụng của pháo hôi cùng tên với mình trong tiểu thuyết, Lâm Cẩm Tinh thức đêm xem xong quyển tiểu thuyết này. Tốt lắm. Bắt đầu chết pháo hôi tác dụng là thật sự lớn, cấp nữ chủ đưa người nhà đưa lộc dự phòng, trợ giúp nàng thành công đấu bài thư trung nguyên nữ chủ. Sau khi xem xong, Lâm Cẩm Tinh toàn bộ im lặng vốn định cho một bình luận kém, nhưng ngẫm lại tác giả cũng không dễ dàng, coi như xong đi. Nàng liền muốn chính miệng hỏi một chút kia một đám đường ca cùng thân ca. Nữ chủ là cái gì thiên tiên hạ phàm, để cho các ngươi một đám người đều thích. Vì nàng thậm chí thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù. Ở trong lòng một phen chăm chọc về sau, buông điện thoại di động chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới một cái đau tim, tỉnh lại chính là rơi xuống nước pháo hôi lâm cẩm tinh. Xuyên việt đại thần. Cho ngươi cái chính miệng hỏi cơ hội. Lâm Cẩm Tinh. Hỏi cái gì mà hỏi? Ta làm sao có thời gian? Bận rộn thoát ly kịch bản. Xuyên việt đại thần. Hệ thống giao dịch muốn hay không? Lâm Cẩm Tinh. Muốn. Xuyên việt đại thần. Trước tự cứu thành công lại nói sau khi nội dung vở kịch bắt đầu. Lâm Cẩm Tinh ngồi trước quầy lễ vật không một bóng người trong xã cung cấp tiêu thụ, ăn thịt khô từ trong hệ thống giao dịch đổi ra, ngẫm lại nguyên nữ chủ cùng hiện nữ chủ còn đang làm việc trên mặt đất, lại ngẫm lại anh họ phân bố ở các địa phương khác nhau của huyện thị trấn, hẳn là thoát ly nội dung vở kịch đi. Tiêu quân Thoát ly thoát ly, cậu có thời gian không? Có thời gian mau tới giúp ta nhìn xem của ta làm rụng hệ thống, như thế nào chỉ có thể chính ta ở bên trong ăn dụng lại mang không ra đây tiểu thuyết máu chốt. Bắt đầu tự cứu sau cả nhà ta đều thoát ly kịch bản không đạn cửa sổ, bắt đầu tự cứu sau cả nhà ta đều thoát ly kịch bản toàn tập đao loa, bắt đầu tự cứu sau cả nhà ta đều thoát ly kịch bản. Chương 1 Trong mộng tình Tây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Về đến nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 về nhà một người đứng ở cửa, lo lắng nhìn xung quanh. Có người là tốt rồi, ô ô, mặc kệ đây có phải là nhà mình hay không, chỉ cần có người là được, có người chính mình liền được cứu. Lâm Cẩm Tinh do hy vọng chống đỡ nhanh chóng chạy về phía trước vài bước, vừa chạy đến ven đường, liền ngã xuống, thật sự không còn khí lực. A, à, Tinh Tinh. Tinh Tinh. Ngươi làm sao vậy? Trình xảo xảo đứng ở cửa nhìn thấy một cô gái từ con đường nhỏ trong vườn hoa chạy ra liền té ngã, nhìn kỹ, đây không phải là sao sao. Vừa rồi Lưu Nguyễn Hân ở gần đó tới nói nhìn thấy sao rơi xuống hồ, vừa lúc sao không ở nhà, để phòng ngừa vạn nhất, cẩm hàng đi tìm bác sĩ, còn lại ngoài trừ bố mẹ chồng, trình xảo xảo và lâm cẩm nham, những người khác đều đi ra ngoài tìm lâm cẩm tinh. Trình xảo xảo là vợ của lão đại lâm gia lâm chính lễ, lúc trước ở riêng bởi vì ba mẹ thích con trai lâm chính khanh hơn nên ở cùng con trai út bất quá ở với ai cũng không có gì khác biệt hai nhà là hàng xóm hai tòa nhà liền nhau phía đông là lão đại lâm chính lễ phía tây là lão tứ lâm chính khanh hôm nay ngày nghỉ lâm chính lễ cả nhà đều đến tiểu đệ nơi này đến thăm ba mẹ tuy rằng hai nhà là hàng xóm mỗi ngày đều có thể gặp mặt nhưng một tuần một lần đại đoàn viên nghi thức cảm giác không thể thiếu trình xảo xảo và cẩm nham ở nhà nấu nước thu xếp, chỉ sợ sao thật sự rơi xuống nước, chờ những người khác mang sao trở về, bất kể là lau thân thể, hay là tắm rửa, trong nhà đều có chuẩn bị. Hiện tại tìm người còn chưa trở về, tinh tinh tự mình trở về, trên người còn ướt đẫm, vừa nhìn chính là rơi xuống nước. Cẩm nham, mau múc nước nóng, mùi mùi ngươi đã trở lại. Cẩm nham vừa nghe, lập tức múc thùng nước nóng nhắc tới trong phòng em họ, đổ vào trong chậu gỗ tắm rửa sau đó lui ra ngoài. Trình xảo xảo chạy đến trước mặt Lâm Cẩm Tinh, nhanh chóng cởi áo bông thấm đầy nước đá, cổng người chạy vào trong phòng, áo bông quá dày, còn ướt đẫm, mặc áo bông nạn cổng không nổi. Sau khi vào nhà nhanh chóng lột quần áo của Tinh Tinh, cho người vào trong nước ấm ấm áp. Bà nội đi không nhanh bằng trình xảo xảo, thấy ngôi sao được con dâu lớn cổng về nhà, nhặt áo bông trên mặt đất lên đi theo vào. Sau đó hỗ trợ cùng nhau ngâm nước nóng cho các vì sao trừ đi hàng khí. Trước tiên dùng nước nóng làm ướt tóc lâm cẩm tinh, dội nước lạnh xuống, sau đó dùng khăn lông quấn tóc lại. Trình xảo xảo cũng không cẩn thận tắm cho lâm cẩm tinh, ngâm một chút trừ đi hàng khí liền ông lấy lau khô người đặt vào trong chăn. Ông nội thấy rảnh rỗi, mới vào nhà hỏi. Sao chỉ có một mình tinh tinh, những người khác đâu? Trình xảo xảo hoảng hốt ngồi ở trên giường trả lời. Không biết, tinh tinh một mình trở về, từ hoa viên trên đường nhỏ đi tới, hẳn là cùng đệ mùi các nàng đi lối rẽ. Trinh xảo xảo xoay người vỗ con trai một cái, dặn dò. Con đi tìm tứ thẩm bọn họ, nói tinh tinh đã trở lại. Được. Nói xong cẩm nham bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, lâm cẩm hàng mang theo bác sĩ trở lại, trình xảo xảo thu xếp để bác sĩ bắt mạch, hiện tại tình huống của tinh tinh không kịp đi bệnh viện, trước hết để bác sĩ khám cho y thuật của giang đại phu rất tốt người trong phạm vi mấy dặm đều tìm hắn khám bệnh sau khi khám mạch xong giang đại phu kê thuốc phụ không có gì đáng ngại chỉ là cảm lạnh thôi chắc là vừa ngã xuống không bao lâu đã lên rồi tôi kê thuốc phụ uống trước nàng hiện tại dễ dàng sốt cao các ngươi xem một chút nếu như sốt cao liền cho nàng uống chút thuốc hạ sốt của thuốc tây tuy rằng thuốc tây không trị tận gốc nhưng hiệu quả nhanh chỗ tôi vừa vặn có thuốc hạ sốt các anh đi bốc thuốc thuận tiện lấy từ chỗ tôi một ít là được. Hết chương này. Chương 3 Tự cứu thành công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Giao dịch hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5. Hệ thống giao dịch không biết nói thế nào, tâm tình không hình dung được, địa vị lúng ta lúng túng. Sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở bên ngoài, Tết âm lịch quốc khánh về nhà một chuyến, Tết âm lịch phát lì xì cho nhà. Chính mình rời đi cũng không có đặc biệt thương tâm, chỉ là có chút mất mát. Ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nghĩ nhiều hơn nữa chính mình cũng không quyết định được cái gì, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Mặc kệ nguyên chủ như thế nào, ở chỗ này chỉ có thể chúc phúc nàng, chúc nàng nửa đời sau hạnh phúc an khang, chúc nàng kiếp sau hạnh phúc mỹ mãn. Mình ở đây sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc gia đình cô ấy. Sắp xếp lại suy nghĩ của bạn và bắt đầu xem xét các vật phẩm trong không gian hệ thống. Một lọ thuốc đặc hiệu cảm mạo, một lọ thuốc đặc hiệu hạ sốt, đều là 50 viên một lọ, lúc trước uống một viên, còn thừa 49 viên. Hoa quả đại lễ bao, không thiệt thòi là đại lễ bao, quả nhiên đủ lớn, không biết là hệ thống khen thưởng đại lễ bao chính là đại, hay là bởi vì đây là tân thủ lễ bao, cho nên đại. Đại lễ bao hoa quả 100 cân, bên trong có 10 loại hoa quả, một loại 10 cân, táo, lê, chuối tiêu, kiwi, dâu tây, vải, đào mật, cà chua, dưa ha, mi, xoài. Như vậy tính ra cũng không phải rất nhiều, nhưng tổng cộng nghe qua cũng rất nhiều, 100 cân. Còn có 5 điểm tích lũy, điểm tích lũy còn không biết dùng để làm gì. 999, điểm tích lũy dùng để làm gì? Giao dịch dùng, ta là giao dịch hệ thống, ký chủ gian có thể dùng điểm tích lũy giao dịch lẫn nhau hàng hóa, cũng có thể lấy vật đổi vật. Điểm giao dịch, hệ thống sẽ không thưởng thêm điểm. Đổi hàng, hệ thống thưởng điểm dựa trên giá trị của hàng giao dịch, giao dịch nhận được ít nhất một điểm cùng một lúc, không bị giới hạn. Lam Cẩm tin xem trang hệ thống dưới sự hướng dẫn của 999. Hiện tại 999 là cấp 0, người bán nhìn thấy cũng chỉ là cấp 0, người bán không nhiều lắm, chỉ có 10 người. 999 cùng một cấp cộng thêm ta, chỉ có 11 cái thế giới sao? Không phải, có rất nhiều cái, chỉ là trên giao diện hiển thị 10 cái mà thôi, nếu như 10 cái người bán bên trong không có ký chủ cần, có thể click vào đổi mới, sau đó xuất hiện mới người bán người bán đã giao dịch có thể tìm kiếm trong giao dịch đã giao dịch, cũng có thể thêm bạn tốt của đối phương. Ký chủ mỗi ngày có một lần miễn phí đổi mới cơ hội, một lần sau còn muốn đổi mới cần thanh toán điểm tích lũy, 5 điểm tích lũy một lần. Sau khi nâng cấp hệ thống, giao diện giao dịch sẽ xuất hiện người bán cùng đẳng cấp, không phải cùng đẳng cấp, nhưng người bán đã thêm bạn và người bán đã giao dịch sẽ được giữ lại trong giao diện bạn bè và người bán đã giao dịch. Có hệ thống tự mang thương thành sao? sau khi thăng cấp sẽ có. Ồ, Lâm Cẩm Tinh thử thao tác một chút, click vào avatar sẽ bắn ra cửa sổ giao dịch hay không, đồng ý sẽ tiêu hao số lần giao dịch. Hiện tại di chứng sốt cao của Lâm Cẩm Tinh vẫn còn, đầu óc choáng ván, trong trí nhớ trong nhà không thiếu lương thực, cũng không thiếu tiền, trước hết không giao dịch, sau này hãy nói. Ký chủ, có chuyện muốn nói với ngươi. Bản hệ thống tại xuyên qua không gian bích chướng lúc, bởi vì không biết nguyên nhân, trước thu được một cái chưa bị hoàn toàn thôn phệ làm ruộng không gian hệ thống thất lạc ở phụ cận, nếu như ký chủ cảm thấy hứng thú, có thể tìm xem. Có phương hướng và địa điểm chung không? Không có, làm ruộng không gian hệ thống trí năng nguồn mã đã bị ta thôn phệ, nó phát không ra bất luận cái gì tín hiệu, ta cũng không cảm thụ được nó. Thôn phệ Lâm Cẩm Tinh đột nhiên phản ứng lại, cái này không giống cái từ hay, đại nhân vật phản diện giác chân ngươi có thể nuốt chửng các hệ thống khác. Chỉ có đồng nguyên mà vô chủ hệ thống mới có thể bị thôn phệ, dưới tình huống bình thường đồng nguyên hệ thống là sẽ không xuất hiện ở cùng một thời không vị diện. Tình huống không bình thường nhiều sao. Hết chương này. Chương 6 Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 rốt cuộc là cái gì xảy ra? Không nhiều lắm, từ khi hệ thống sinh ra đến bây giờ, chỉ xuất hiện qua một lần. Lâm Cẩm Tinh không biết có nên tin hắn hay không, tuy rằng đại đa số hệ thống đều là đối với ký chủ tốt, nhưng cũng không phải chưa xem qua hệ thống xấu tiểu thuyết mang theo tâm lý phòng bị, Lâm Cẩm Tinh đóng cửa giao diện hệ thống. Những ngôi sao đã thức dậy. Hồ Chỉ Nhân bởi vì lo lắng nữ nhi, một mực ở trước giường chiếu cố, vừa mới nhìn thấy nữ nhi động một chút. Từ vì không để cho mẹ lo lắng, Lâm Cẩm Tinh mở to mắt trả lời một tiếng còn khó chịu không có đói bụng không anh đi nấu mì cho em không khó chịu nữa đói thuốc đặc hiệu dược hiệu không tệ hiện tại trên cơ bản đã không khó chịu chính là thân thể phát hư còn đói cảm giác đói bụng thật lâu ngươi chờ ta đi nấu mì cho ngươi hồ chỉ nhân nói xong liền đi ra ngoài mẹ sao mẹ lại ra ngoài tinh tinh tỉnh rồi sao tỉnh rồi tôi nấu cho cô ấy bát mì đã lâu không ăn gì, đói bụng rồi. Anh đi chăm sóc cô ấy, em đi nấu, tinh tinh vừa tỉnh, bên cạnh không thể rời khỏi người. Nhan tình tình nói xong liền đi vào phòng bếp. Hồ Chỉ Nhân cũng lo lắng cho con gái, nghe con dâu lớn nói như vậy, cũng không từ chối, gật đầu nói. Được, làm phiền con. Có phiền toái gì đâu, tinh tinh cũng là em gái tôi, cậu mau vào nhà đi, tinh tinh vừa tỉnh, tôi nấu mì mềm một chút. Từ hai người mặc dù là mẹ chồng nàng dâu, nhưng không có nhiều chuyện loạn lên tám lần như mẹ chồng nàng dâu nhà người ta. Hồ Chí Nhân cùng mẹ chồng mình cũng giống như vậy, không có tạp thất tạp bát nháo tâm sự, mọi người hòa thuận ở chung, bầu không khí trong nhà rất tốt. Tam thế đồng đường, hòa nhạc hòa thuận. Tinh tinh uống nước không? Chị dâu em đi nấu mì cho em, lát nữa sẽ tới. Từ cổ họng vẫn có chút không thoải mái, lâm cẩm tinh không muốn nói chuyện. Bị mẹ đút mấy ngụm nước, chỉ chốc lát sau chị dâu đã bưng mì tới, mì canh gà, nếm thử tay nghề của chị dâu. "Cảm ơn chị dâu." Lâm Cẩm Tinh nói cảm ơn, vừa uống nước xong, cổ họng tốt hơn một chút, không còn khó chịu nữa. Trong trí nhớ, nguyên chủ là một nữ sinh lễ phép mà ngại ngùng, không cần diễn quá nhiều, ở chung bình thường là tốt rồi. Hơn nữa hiện tại nàng rơi xuống nước, mùa đông vừa qua đi, hồ nước đều còn đóng băng cho dù không có việc gì cũng phải dưỡng một thời gian ngắn mới được nuôi một hai tháng trải qua rơi xuống nước bị chút kinh hách cho dù có chút động tác nhỏ thói quen nhỏ cùng lúc trước không giống nhau cũng không có việc gì phương hướng lớn không xảy ra sai lầm là tốt rồi dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới nữ nhi cháu gái mùi mùi đang yên đang lành bên trong đã thay đổi mì sợi ăn rất ngon canh gà vị nồng đậm rất thơm còn không dầu cũng không có mùi gà chỉ là mì sợi có chút mềm nhưng mình còn đang trong bệnh ăn vừa vặn mì sợi còn chưa ăn xong đã bắt đầu mệt rã rời đầu nhỏ từng chút một ngôi sao thế nào khá hơn chút nào chưa giọng lưu nguyễn hân đột ngột vang lên đêm qua cộng thêm hơn nửa ngày hôm nay lưu nguyễn hân vẫn rất thấp thỏm lâm cẩm tin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô ấy chết rồi à ban đầu lưu nguyễn hân cảm thấy mình xuyên qua cánh bướm nhưng mình cũng mới xuyên qua hai ngày còn chưa kịp làm gì. Tuy rằng mình đi lâm gia gọi người, nhưng cũng không có tác dụng gì, thậm chí cũng không nhìn thấy Lâm Cẩm Tinh, chính nàng liền bò lên bờ về nhà. Thật sự không hiểu nổi Lưu Nguyễn Hân quyết định tới xem. Tuy rằng hôm qua Lưu Nguyễn Hân không giúp được gì, nhưng đúng là có lòng tốt tới gọi người. Tuy rằng bọn họ sau khi Tinh Tinh rơi xuống nước không cứu người thành công, là Tinh Tinh tự mình trở về, nhưng nàng đích thật là một mảnh hảo tâm. Hết chương này. Chương 7 Xã Tử Yên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Không bình thường ánh mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Ánh mắt không bình thường chờ Lưu Nguyễn Hân đi rồi, Hồ Chỉ Nhân mới nghĩ mà sợ hỏi con dâu. Con có thấy ánh mắt vừa rồi của Lưu Nguyễn Hân không? Thật dọa người, đó là ý gì? nhan tình tình lo lắng nói. Nếu không sau này đừng để tinh tinh chơi với cô ấy nữa, nói một câu xui xẻo ngài cũng đừng tức giận, ánh mắt cô ấy nhìn tinh tinh vừa rồi, giống như đang nhìn người chết vậy. Hồ Chỉ Nhân thở dài nói. Ta không tức giận, ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Lẽ ra cô ấy thấy sao rơi xuống nước gọi chúng ta là tốt bụng, đối với sao hẳn là không có địch ý mới đúng. Mẹ, mẹ nói xem, có phải là cô ấy đẩy sao xuống nước không? nhan tình tình suy nghĩ một chút, lại lập tức phủ định nói. Không đúng, hẳn là không phải, nếu như là cô ấy đẩy ngôi sao, hẳn là sẽ không đến gọi chúng ta mới đúng. Hơn nữa nàng mới 18, còn đang đọc sách, đẩy người xong hẳn là rất hoảng hốt mới đúng, hẳn là sẽ không che giấu tốt như vậy. Hồ Chỉ Nhân ưu sầu thở dài, ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn rất lo lắng, ánh mắt kia quá không bình thường. Đợi lát nữa chúng ta cùng ông bà nội nói chuyện này đi xem bọn họ nói như thế nào. Được rồi, cha mẹ Lưu Nguyễn Hân hôm trước bị cái lều đổ xuống đập chết, một khúc gỗ nặng cũng không có, cậu nói xem sao lại bị đập chết rồi. Cái này ai biết được, có thể chính là nên làm. Ai, cũng là một người số khổ. Lâm Cẩm Tinh lần nữa tỉnh lại nhìn bên ngoài trời xám xịt, quay đầu nhìn thấy mẹ ngủ ở bên cạnh, bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng người, hiện tại hẳn là buổi sáng. Sơ bụng, cảm giác lại đói bụng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, cũng không đánh thức cô, nghĩ tới nữ sinh ngày hôm qua, Lưu Nguyễn Hân. Bây giờ là năm 66, mình tên là Lâm Cẩm Tinh, còn có một nữ sinh tên là Lưu Nguyễn Hân. Chính mình xuyên qua trước xem kia bản niên đại văn tự có hai người này, sẽ không xuyên sách đi. Trong sách mở văn không đến một ngàn chữ, pháo hôi Lâm Cẩm Tinh liền rơi xuống nước chết, nữ chính Lưu Nguyễn Hân là người đầu tiên phát hiện và kêu người nhà Lâm Cẩm Tinh cầu cứu. Lương Nguyễn Hân là xuyên thư, nàng bản thân rất có nữ chính đặc sắc, xuyên qua mang không gian, bắt đầu chết cha mẹ. Nàng kiếp trước là cái cô nhi, tại tròn 18 tuổi ngày đó, kế thừa đến từ chưa bao giờ gặp qua cha mẹ kết xù di sản, cùng một bộ kinh đô tứ hợp viện. Cô vừa vào tứ hợp viện đã bị chiếc nhẫn rơi ở góc tường hấp dẫn, cầm lấy chiếc nhẫn đã bị gai nhọn phía trên làm bị thương, sau đó thuận thế nhỏ máu nhận người thân, không phải là dùng máu mở ra không gian đột nhiên mà đến kết xù di sản thêm không gian, nữ chính Lưu Nguyễn Hân cảm thấy mình có thể muốn xuyên qua. Nữ chủ sợ xuyên qua đến vật tư thiếu hụt vị diện, tại trong vòng một tháng đem kết xù di sản đổi thành 10 đời đều ăn uống không lo vật tư. Sau khi tiêu tiền xong nữ chủ vẫn cảm thấy không an tâm, liền chú ý tứ hợp viện, muốn bán tứ hợp viện tiếp tục mua vật tư. Thiên bất toại nhân nguyện, nàng còn chưa tới cùng thực thi đã xuyên qua. Lưu Nguyễn Hân xuyên Việt đến năm 1966 một cái cùng nàng trùng tên cùng họ nữ sinh trung học 18 tuổi trên người. Xuyên qua tới ngày đó, nguyên chủ phụ mẫu đã bị trong nhà sụp đổ lều đập chết. Nói là bởi vì cột chống đỡ lều cùng gỗ thô đều bị cầm đi nhắm lửa hay là làm sao vậy, đã quên, sau đó liền dùng một cái gậy gỗ nhỏ chống. Nữ chủ ba ba ở dưới lều gỗ đốn củi, nhà bọn họ có chút nghèo, mua không nổi than đá, chỉ có thể mua hương hạ kéo tới gỗ đốt lều vốn dùng gậy gỗ chống liền không vững, nữ chính ba ba lại ở phía dưới cạch cạch đốn củi, lều gỗ chấn động nhoáng lên một cái. Nữ chính mù mù vừa lúc có việc muốn cùng nữ chính ba ba nói, mới vừa đi vào trong lều gỗ, lều gỗ đã bị chấn sập. Hết chương này. Chương 9 Làm cho người sụp đổ kịch bản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 10 đây là một cái thế giới chân thật bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc